anh định sẽ cầu hôn em. Dù chuyện này á không thể hiện thực được, nhưng anh cũng đã chọn chiếc nhẫn này cho em. Nên anh vẫn muốn em giữ nó. Anh biết là em không thể nhận chiếc nhẫn này mà. Em không có chút tình cảm nào với anh sao? Một chút cũng không sao. Giữa bọn mình là mối tình đầu mà, cũng đã có nhiều thay đổi. Nhưng anh á, anh luôn mong cùng em á xây dựng một mối quan hệ bền lâu. Anh biết, em hiểu tình cảm của anh mà. Anh đâu còn là cậu sinh viên non nớt ngày nào nữa. Bây giờ anh trưởng thành rồi mà. Anh muốn có quyết định của riêng mình. Và anh đã có quyết định của riêng mình. Quyết định đó của anh là em. Cho bọn mình một cơ hội đi. Cho anh một cơ hội. Đúng, em có rất nhiều e ngại, nhưng chủ yếu em e ngại chính bản thân mình. Anh xứng đáng có một người mới tốt hơn em. Đừng quan tâm đến mẹ con em nữa. Vẫn là cái đoàn bác sĩ đi giúp đỡ cái chương trình trái tim cho em đấy ạ. Dạ vâng ạ. Ai ạ? Bác sĩ Vũ. Hoài Vũ ạ? À, tôi có biết ạ. Sao ạ? Tình hình bác sĩ Vũ thế nào ạ? Dạ vâng. Có một đoàn bác sĩ đi hỗ trợ xây dựng bệnh viện ở tuyến dưới. Hai ngày trước, ở trên đấy mưa to quá. Trên đường di chuyển xuống địa điểm, gặp phải đường đá sạt lở. Cả xe và người đều lao xuống vực. Người dân ở đó mới xuống cứu. Đoàn bác sĩ mới tập hợp người lại. Lúc đó mới phát hiện ra thiếu mất Vũ. Lần cuối cùng gặp nhau, anh ấy nói là sẽ không làm phiền chị nữa. Anh muốn nói là chị ấy chăm sóc tốt cho Kitty. Liệu là có phải thực sự anh ấy sẽ rời bỏ chị? Anh ấy thực sự bỏ lại chị lần nữa không? Thì vẫn chưa có thông tin cụ thể mà. Chị đừng có như thế. Tất cả là lỗi tại chị. Là lỗi tại chị hết. Alo. Alo anh Vũ à? Alo. Có ai ở đấy không ạ? Tình hình vụ tai nạn thế nào rồi ạ? Alo. Tình hình bắt giữ Hải Vũ sao rồi ạ? Alo. Alo. Có ai ở đấy không? Alo. Nam đây à? Anh đây. Bây giờ mới thấy có tin nhắn. Có chuyện gì em muốn nói hả? Thế anh ơi, tình hình vụ tai nạn là sao đây? Cơ bản là ổn rồi. Theo đội cứu hộ xuống sơ cứu. Mà đội cứu hộ bị kẹt mưa luôn. Giờ mới ổn. Đưa hai người nạn về bệnh viện tỉnh. Hà, anh không sao mà. Anh gọi về cho mẹ anh đi. Khi nào về Hà Nội thì gặp em sau. Ừ.
marketing của anh không? Báo là anh cũng nhớ con bé nha. Về mà nói chuyện với cả con bé. Kitty thì ổn, mà anh không nhớ chị em à? Không, thấy bảo là không được quyền nhớ nữa mà. Ok ok, thế sắp xếp về sớm nhá. Anh làm cái Hà Nội này á, sắp ngập tới nơi rồi. Ok, rồi anh em mình gặp nhau sau nha. Ok em cúp máy đây. Nghe giọng chàng á, chị cười lên đi.